Thôi, ta bấm nút vô đây để cho nó mở lên. Rồi, hiện tại đây để hiện chữ là auto. Thì hiện tại ta muốn đo tụ phải không? Đo tụ thì không đo bằng chức năng auto được. Sẽ đo thử cho các bạn xem nè. Tụ này hiện tại là tụ tụ gì đây? Đây là tụ 33. Đây tụ 33 50V ha, 33 UF 50V. Rồi. Microamp. Rồi mở cái này ra cho nó dễ đo ha. Rồi. Thì đo tụ thì đo chân dương, âm vô âm. Không có lên các bạn ha, không có lên, nó hiện lên là ôm chứ không có, nó không có lên là tụ ha. Đây, nó lên lộn sang ngầu hết, nó có lên không có đúng gì hết. Tại vì sao? Bởi vì các bạn đang để chức năng đo auto mà thì không thể nào mà đo được tụ được. Để đo được tụ chúng ta phải chỉnh. Bấm vô nút bên đây nè, nút chữ Cell NCV một lần. Hai lần. Đọc bấm hai lần như vậy đến khi nào nó hiện cái chữ là NF nè. Thì chữ NF thì chúng ta sẽ đo được tụ ha. Rồi, đo lại ha. Thì chân âm, dương vô dương. Ta đợi khoảng 5 giây. Rồi, hiện lên 34 ha, 33, 34 đây ha, đó. Thì giờ chính xác rồi đó, nè, 34 UF nè, thấy không? Chính xác rồi nè. Đó. Ok chưa? Rồi, ta bật vô đây để bấm đèn ha. Đây để bấm đèn nè.